Hello, xin chào mọi người. Thì trong video clip này mình sẽ tiếp tục làm về cái clip sau những bộ trang phục hiếm mới ra mắt bên Đài Loan nhá. Bộ trang phục bậc S đầu tiên. Mà xuất hiện quen thuộc của chiến binh thủy quái hay còn gọi là cờ đét. Đây là bộ trang phục là cá cắn cáp anh em. Bộ trang phục cũ là thợ sửa nước cáp này. Bộ trang phục này thì chỉ là bộ trang phục bậc A thôi. Giờ ra thêm là cá cắn cáp anh em. Hiệu ứng bậc A thì ứng màu xanh nước biển đấy. Rồi thủy quái mặc đồ đồ lộ mình cá mập chuyên đi cắn cát này, bốn nghi răng này em ơi, đó cầm cái thìa. Bộ trang phục này nhìn trông khá là hài hước đấy, rất là bựa. Ok, bộ trang phục tiếp theo, rất nhiều trang phục mới anh em. Ở đây là đồ của Ryoma thợ săn tiền thưởng. Ryoma là tướng mới ra mắt ở bên Đài Loan nhá, mới nhất. Đó là anh chàng cao bồi cầm thanh đại đao rất là to, nhưng đao này chuôi đao như kiểu là súng anh em ơi, bởi vì ở đai lưng đeo khá nhiều đạn, đạn còn đạn súng cối thôi. Mắt chột, thế chột. Phải chăng là thế chột? Rồi cao bồ trôi mắt cũng kiểu thế trột nhá. Rồi sang này. Đây là Lacrosse, lãnh chúa huyết tộc. Như vậy Lacrosse cũng có 3 bộ trang phục rồi anh em ơi. Bộ trang phục mới nhất là Bá Vương Đường Phố hay là B-Boy Công Nghệ đã ra mắt ở Việt Nam rồi. Ở bên Việt Nam thì cái tên các bộ trang phục này nó họ có thể là chỉnh sửa lại nhá. Ở lúc ra mắt thì họ có thể chỉnh sửa lại rất đơn giản thôi, chỉ cần vào file ngôn ngữ chỉnh sửa một chút xíu là xong thôi. Joker trò đùa tử vong. Joker thì mai sẽ ra mắt nhỉ. Rất nhiều bộ trang phục đẹp, cảnh vệ biển Q-Rod, trang phục bậc A thôi. Murat thần tượng học đường MTP. Đây soái ca học đường anh em. Murat làm soái ca học đường. Không hiểu sao mà một trang phục là lữ bố đặc nhiệm số quát bây giờ chưa ra mắt nhỉ. Rất là mong chờ bộ trang phục này. Khá nhiều bộ trang phục chưa ra mắt ở Việt Nam anh em ơi. Bởi vì tướng cũng ra chậm hơn họ rất nhiều. Theo lát được bự. Cảnh vệ biển là cảnh vệ rừng chứ. Q-Rod là cảnh vệ biển, đây là cảnh vệ rừng. Nữ hoàng có khác, bự thật. Trang phục mặc định thì không bự bằng trang phục này. Dã man. Rồi, không xem nữa. Felix yêu tinh trứng. Ok, mình sẽ sớm làm video clip cái đồ Felix sau nhá. Rồi, rất nhiều bộ trang phục Predata. Bộ trang phục này rất là đẹp nha. Anh em mà thích đánh Predata chắc chắn phải mua bộ trang phục này rồi. Bộ S, nhiều kỹ năng rất là đẹp. Băng hỏa pháp sư, lửa băng anh em. Nhìn con rồng nó to, nó uy mãnh hơn nhiều. Ồ, đây là bộ trang phục cảnh vệ hoàng gia. Bộ trang phục sẽ là một con tướng sắp ra mắt ở Việt Nam, đó là Arduin. Chỉ bị ra mắt ở Việt Nam anh em, thứ 6 tuần này dự kiến nhá.
bên Đài Loan nó họ bán là 18.880 vàng và 490 quân huy. Còn Việt Nam thì bán giá bao nhiêu? Chắc này cũng tầm đấy thôi. Con này là một đấu sĩ kiêm đỡ đòn nhá. Như kiểu tướng hỗ trợ, đấu sĩ đỡ đòn, tanker. Ở Lao Thi Eo, Hỏa Phượng Hoàng. Toàn những trang phục khí mà đẹp thôi, nhìn là muốn mua luôn, muốn sơi luôn. sơi và mua luôn. Ai đi thích khách. John đặc nhiệm SWAT. Toàn những trang phục bậc ghép và hiệu ứng kỹ năng rất đẹp ở phi công trẻ Violet. Bộ trang phục này thì nép hơn so với hai bộ trang phục cũ nhưng mà cũng rất là đẹp. Nép nhưng vẫn đẹp. Kiếm hậu Astrid. Đó. Toàn tướng chưa ra mắt ở Việt Nam anh em ạ. Đại công tước Van Hên, giải ca Van Hên đẹp trai hơn, bất ngờ đẹp trai dã man. Maloc và Samurai tử sĩ bộ trang phục nó hiệu ứng đặc biệt, tạo hình tướng bá đứng hỏi và hiệu ứng đánh thì lạnh lùng và gợi cảm. Nhìn lạnh lùng và gợi cảm ghê, nhìn mà không sợ nữa còn lạnh lùng và gợi cảm. Tế Thiên Đại Thánh Ngộ Không, Hỏa Nhãn Kim Tinh. Lữ Bố Tự Quái Biển, một bộ trang phục đặc biệt anh em. Lữ Bố có rất nhiều trang phục anh em ạ. Đây là combo trang phục điều thuyền cặp đôi duyên đường trong những quân ba đây là trong một sự kiện. Điều thuyền đây có đẹp tuyệt vời anh em, đẹp tuyệt vời xinh luôn, rất đẹp. Điều thuyền này thì trong trẻ hơn nhé, bộ trang phục mặc lữ quân đằng nào. Quả đất vừa to mà mẩy. mẩy to rồi đây là Hindu tiếng bản biển. Quá ngao ca Hindu rất là tiêu theo những điệu nhạc. DC kịch bản điện lại một bộ trang phục đặc biệt anh em. DC toàn trang phục đặc biệt thôi. Không gian 3D luôn, 3D 4D luôn. Có một cờ đen đang ngồi trên bãi biển ngắm sương ngả cận phòng. Không biết làm gì luôn. Bộ trang phục của Oma, bộ bậc A tiếp tục huấn luyện viên thể hình. Nhìn rất là cơ bắp. Ở bản trang phục free cho anh em thích chơi Triệu Vân ở trong mùa 4. Đó là tập tượng Hoàng gia Triệu Vân. Trang phục đợt thưởng đấu hạng khi anh em đặt mức đánh vàng 3 nhé.
Ok, đó là những bộ trang phục mà hiếm chuẩn bị ra mắt ở Việt Nam. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.